Đại dương có chữ, xin các kỳ hãy luận về chuyển hay không chuyển với Phạm Lãi. Phạm Lãi, nghe nói người hiểu chiến hả? Hiểu. Chiến nhục thân, chiến nhục thân, cùng lắm chỉ là chiến võ sĩ, không cần phải hỏi. Nói như vậy, người hiểu được chiến lược à? Hiểu được chút ít thôi. Chiến lược bào lớn, nếu nhỏ cố thành thủ hòa, nếu lớn phất sư thiên lý. Nha, như vậy tức là cường binh, binh yếu làm sao mà chiến được? Nếu chiến biết bại. Cái gì là binh yếu? Binh quả tất yếu. Không sai. Binh cường hay yếu không phải nói về binh nhiều hay binh ít. Vậy ta hỏi người, cái gì là binh yếu? Sử vô nghĩa thì là binh yếu. Cái gì là nghĩa? Biết vì ai mà chiến, vì nước, vì dương, vì thiên đạo thì mới nói là có nghĩa. Ngô Cường tài yêu, làm sao chiến nổi đây? Dùng tí mù quyết chiến. Đại quốc tuy cường thì càng dễ tranh công, nước nhỏ tuy yếu, nếu như có thể quân thần một lòng xem xét tình hình, nắm vững lương cơ, nhất định sẽ được lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng cường. Nói nghe thì dễ, nhưng làm thì khó. Đương nhiên, như vậy phải coi kẻ quyết sách có thể nắm vững lương cơ trong chớp mắt hay không. Nắm vững được thì sẽ đưa địch vào lối chết. Nói sức tình mù, lão phu không tin. Ông đương nhiên không tin. Đối với một kẻ yếu đuối mà nói lường sách, dù nói tốt đi nữa thì cũng là gió thổi bên tai.